Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Có thuyết âm mưu đằng sau vụ tài liệu mật của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Biden đã không đề cập đến vụ việc kể từ tuần trước khi ông tỏ ra bực bội trước câu hỏi tại sao tài liệu mật lại được cất giữ bên cạnh chiếc Corvette của ông. Bình luận viên nổi tiếng của Mỹ Joe Rogan đã chia sẻ một giả thuyết hơi hoang đường, không có bằng cớ chứng thực với lượng người theo dõi đông đảo của mình rằng vụ bê bối tài liệu mật của Tổng thống Joe Biden là một mưu đồ được các thành viên đảng Dân Chủ dàn dựng cẩn thận nhằm ngăn cản nhà lãnh đạo 80 tuổi tái tranh cử vào năm 2024, báo New York Post đưa tin. Theo New York Post, ông Rogan, 55 tuổi, đưa ra giả thuyết trên vào cuối tuần qua trong cuộc trò chuyện giữa hai diễn viên hài trên kênh Postcard nổi tiếng của mình Trải nghiệm của Joe Rogan. Nếu cho tôi đoán thì tôi đoán là họ đang cố loại bỏ ông ấy, ông Rogan cho biết, đề cập đến Đảng Dân Chủ của Tổng thống Mỹ đương nhiệm. Vì dẫn chương trình Postcard không cung cấp bằng chứng nào để chứng minh cho giả thuyết của mình, thừa nhận rằng bản thân không biết rõ về chính trị trong cuộc thảo luận với các khách mời Matt Marcuse và Shane Gilly. Tuy nhiên, Rogan cho biết ông cảm thấy thật kỳ lạ khi chính các trợ lý của ông Biden lại là những người tuyên bố rằng họ đã tìm thấy các tài liệu mật trong nhà của ông ở Wilmington, Delaware. Hôm vừa qua, Nhà Trắng cho biết thêm 6 tài liệu được đánh dấu là mật đã được tìm thấy tại tư gia của Tổng thống và đã được trao cho Bộ Tư pháp. Các tài liệu đều có từ thời ông còn là Phó Tổng thống trong chính quyền Obama. Trước đó, Tổng trưởng lý Merrick Garland thông báo bổ nhiệm ông Rubber Hu, một cựu luật sư làm công tố viên đặc biệt điều tra nghi vấn ông Biden xử lý sai các tài liệu mật. Việc quan chức thực thi pháp luật hàng đầu của Mỹ đưa ra thông báo vài giờ sau khi các luật sư của ông Biden cho biết họ đã tìm thấy một tài liệu mật thứ hai từ thời ông còn làm phó tổng thống trong gara tại nhà riêng của ông ở Delaware. Trước đó, Nhà Trắng cũng tiết lộ rằng các tài liệu mật từ thời ông Biden còn làm phó tổng thống đã được phát hiện vào tháng 11 tại một tổ chức nghiên cứu mang tên ông, Trung tâm Penn Biden ở Washington. Một thành viên Đảng Dân Chủ đã công khai bày tỏ sự thất vọng của họ về vụ bê bối tài liệu, đặc biệt là sau khi ông Biden chỉ trích ông Donald Trump, khi vị cựu Tổng thống bị cáo buộc chứa rất nhiều tài liệu tuyệt mật tại dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Florida. Hôm vừa qua, Hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ John Garamendi nói trên Fox News Sunday, đó là một điều xấu hổ, không còn nghi ngờ gì nữa. Về phần mình, ông Biden đã không đề cập đến vấn đề tài liệu kể từ tuần trước khi ông tỏ ra bực bội trước câu hỏi lý do vì sao tài liệu mật đã được cất giữ bên cạnh chiếc xe cổ Chevrolet Corvette Silverado năm 1967 của ông, theo đài CNN. Cuối tuần qua, ông Biden cũng trở về tư gia ở Wilmington cùng với một trong những cố vấn cấp cao của ông, Steve Ricciardi, người đóng vai trò là chánh văn phòng khi ông còn là phó tổng thống và giữ vai trò cấp cao tại trung tâm Penn Biden. Nghị sĩ Mỹ, an ninh quốc gia có thể bị đe dọa từ vụ tài liệu mật của ông Biden. Nghị sĩ Dân Chủ Adam Schiff, bang California nói rằng ông không loại trừ khả năng an ninh quốc gia có thể gặp nguy hiểm do Tổng thống Joe Biden xử lý sai các tài liệu mật. Phát biểu với chương trình This Week của ABC, ông Adam Schiff cho biết, tôi không nghĩ chúng ta có thể loại trừ khả năng này nếu không biết thêm nhiều sự thật. Chúng tôi đã yêu cầu cộng đồng tình báo đánh giá tài liệu mật mà cựu Tổng thống Trump cất giữ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Tôi cho rằng chúng ta nên làm điều tương tự với những tài liệu được tìm thấy ở trung tâm Penn Biden và nhà của Tổng thống Biden. Nghị sĩ Adam Schiff đưa ra nhận định này sau khi lực lượng chức năng tìm thấy lô tài liệu mật thứ 3 tại dinh thự của ông Biden ở Wilmington, Delaware. Luật sư Nhà Trắng Richard Schreiber cuối tuần qua cho biết đã có 6 trang tài liệu mật được tìm thấy tại thư viện riêng của ông Biden. Thông báo này được đưa ra sau khi lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài liệu mật tại văn phòng cũ của ông Biden ở trung tâm Penn Biden. Từ thời ông còn là phó tổng thống vào tháng 11 năm 2022 và tại gara để xe của ông Biden vào tháng 12 năm 2022. Tôi muốn biết những tài liệu này là gì, tôi muốn biết đánh giá của các luật sư về việc liệu có bất cứ nguy cơ rủi ro nào không và hậu quả sẽ như thế nào, cũng như những biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro. Tôi nghĩ điều này sẽ phù hợp và nhất quán với những gì chúng tôi yêu cầu, giống như trong trường hợp của cựu Tổng thống Trump.
Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland đã bổ nhiệm ông Robert Hur làm công tố viên đặc biệt điều tra nghi vấn Tổng thống Joe Biden vẫn giữ các tài liệu mật sau khi hết nhiệm kỳ phó tổng thống vào năm 2017. Thưa quý vị, Nhà Trắng thông báo rằng đã có thêm 5 trang tài liệu mật được tìm thấy tại nhà riêng của Tổng thống Mỹ Joe Biden ở bang Delaware. Đây là diễn biến mới nhất trong vấn đề nhạy cảm chính trị liên quan đến nhà lãnh đạo Mỹ. Trong thông cáo cố vấn đặc biệt của Nhà Trắng Richard Schubert xác nhận những trang tài liệu nêu trên có từ thời ông Biden còn là cấp phó của cựu Tổng thống Barack Obama được tìm thấy sau khi vị quan chức này tới ngôi nhà vào tuần qua. Theo cố vấn Schubert, ông đã thực hiện chuyến đi để giám sát hoạt động chuyển giao cho Bộ Tư pháp Mỹ, những tài liệu đầu tiên được tìm thấy tại ngôi nhà của Tổng thống Biden trong ngày thứ Bảy. Cố vấn Schubert khẳng định ông có giấy phép an ninh cần thiết nên đã đến ngôi nhà. Và khi chuyển giao những tài liệu đầu tiên cho các quan chức của Bộ Tư pháp Mỹ, ông đã tìm thấy 5 trang tài liệu khác. Trước đó, các luật sư của Tổng thống Biden cũng đã tìm thấy tài liệu được đóng dấu mật trong gara nhà riêng của ông ở thành phố cảng Wilmington, bang Delaware. Vì những luật sư này không có giấy phép an ninh cần thiết để đọc tài liệu nên họ đã thông báo cho Bộ Tư pháp Mỹ. Các tài liệu mật khác đã được tìm thấy trước đó tại văn phòng cũ của ông Biden tại trung tâm Penn Biden ở Washington DC. Những tài liệu này được phát hiện hồi tháng 11 năm ngoái. Về phần mình, Tổng thống Biden cho biết ông và đội ngũ cố vấn đang tích cực hợp tác với các bên liên quan để làm rõ vụ việc. Điểm khác nhau trong vụ phát hiện tài liệu mật của ông Biden và ông Trump. Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đều vướng vào rắc rối liên quan đến việc xử lý tài liệu mật sau khi hết nhiệm sở. Tuy nhiên, hai vụ việc vẫn có điểm khác biệt. Chính trường Mỹ những ngày gần đây xôn xao việc phát hiện hàng loạt tài liệu mật từ thời ông Joe Biden còn làm phó tổng thống tại các địa điểm khác nhau như nhà riêng, văn phòng cũ của ông. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland bổ nhiệm ông Robert Hur làm công tố viên đặc biệt phụ trách điều tra. Các nghị sĩ Cộng hòa cho rằng vụ việc cho thấy Tổng thống Mỹ Biden đã phạm lỗi tương tự người tiền nhiệm Donald Trump. Ông Trump bị cáo buộc mang trái phép tài liệu mật của chính phủ từ Nhà Trắng đến dinh thự Mar-a-Lago khi hết nhiệm sở. Tháng 8 năm ngoái, các đặc vụ FBI đã đột kích vào dinh thự riêng của ông Trump và thu giữ ít nhất 15 thùng tài liệu. Tuy nhiên, phe dân chủ khẳng định xét về mặt pháp lý, hai sự việc hoàn toàn khác nhau. Tài liệu được tìm thấy thế nào? Đầu năm 2021, Cơ quan Lưu trữ Quốc gia cho biết ông Trump và đội ngũ chưa bàn giao đầy đủ tài liệu chính phủ sau khi rời Nhà Trắng. Họ yêu cầu ông Trump trả lại toàn bộ tài liệu còn thiếu. Mùa hè năm ngoái, các đặc vụ FBI đã phát hiện hơn 11.000 tài liệu sau khi khám xét dinh thự riêng của ông Trump ở Mar-a-Lago. Chúng được cho là bao gồm cả các tài liệu tình báo tối mật. Trong khi đó, những tài liệu mật liên quan đến ông Biden do chính đội ngũ của ông phát hiện vào cuối năm ngoái khi thu dọn một văn phòng làm việc cũ của ông. Sau đó, họ tiếp tục tìm thấy tài liệu mật tại nhà riêng của ông Biden ở quê nhà Wilmington, bang Delaware. Tất cả đều được thông báo cho giới chức trách mức độ nghiêm trọng. Bộ Tư pháp Mỹ đều vào cuộc điều tra cả hai vụ việc. Tuy nhiên, ông Trump bị cho là cố tình cản trở về cơ quan chức năng thu hồi tài liệu, dẫn đến việc FBI khám xét nhà riêng và Bộ trưởng Merrick Garland quyết định mở cuộc điều tra hình sự bổ nhiệm công tố viên đặc biệt để làm rõ. Trong trường hợp của ông Biden, đội ngũ của ông chủ động cung cấp thông tin, lập tức giao tài liệu cho Cơ quan Lưu trữ Quốc gia và cam kết hợp tác điều tra. Nội dung tài liệu mật ở cả hai vụ việc. Nội dung thực sự của những tài liệu mật không thực sự rõ ràng. Tài liệu của ông Trump giữ được cho là liên quan đến các bí mật về hạt nhân và năng lực quân sự của một số nước. Thậm chí một số tài liệu đề ngày khi ông Trump đã hết nhiệm sở. Trong khi đó, truyền thông Mỹ đưa tin tài liệu mật của ông Biden có liên quan đến Iran, Ukraine và Anh. Tất cả đều là tài liệu thời ông Biden làm phó tổng thống Mỹ. Rắc rối chính trị. Phe Cộng hòa phản ứng trái chiều về vụ việc của ông Trump. Một số tỏ ra thất vọng với rắc rối của ông trước thềm bầu cử giữa kỳ. Số khác tin rằng ông là nạn nhân của một động cơ chính trị. Các nghị sĩ Cộng hòa có thể tranh thủ khiến cho ông Biden mất điểm khi ông đang theo đuổi kế hoạch tái tranh cử vào năm 2024. Không loại trừ khả năng sau khi kiểm soát Hạ viện, họ sẽ mở một cuộc điều tra đối với chủ nhân Nhà Trắng. Ngược lại, Đảng Dân Chủ sẽ có cái nhìn thoáng hơn về việc ông Trump giữ tài liệu mật liên quan đến cuộc điều tra tài liệu đóng dấu mật trong nhà xe tại dinh thự của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Merrick Garland đã chỉ định cựu công tố viên bang Maryland, ông Robert Hur làm cố vấn đặc biệt.
Trong cuộc điều tra này, luật sư Robert Hu là cựu công tố viên liên bang tại Maryland do cựu Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm. Ông từng làm việc cho cố chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Mỹ William Rehnquist và xử lý hàng chục vụ án liên quan lừa đảo tài chính, tham nhũng và các vụ việc khác. Công việc gần đây nhất của ông là luật sư bào chữa hành nghề tư nhân. Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, ông Robert sẽ sớm bắt đầu công việc của người dẫn đầu cuộc điều tra. Ông Robert sẽ chịu trách nhiệm điều tra hành vi lưu trữ trái phép các tài liệu mật tại nhà hay các tổ chức tư vấn trước đây của Tổng thống Biden. Vị công tố viên này cũng có quyền truy tố bất kỳ tội danh nào phát sinh từ cuộc điều tra đối với các trường hợp điều tra những vụ việc nhạy cảm. Liên quan đến các quan chức cấp cao, Bộ Tư pháp Mỹ thường bổ nhiệm công tố viên đặc biệt độc lập so với Bộ Tư pháp để đảm bảo tính khách quan và trường hợp của ông Biden cũng không ngoại lệ. Việc bổ nhiệm công tố viên điều tra trên được tiến hành sau khi các luật sư của Tổng thống Mỹ Joe Biden phát hiện một số lượng nhỏ các tài liệu đóng dấu mật trong nhà xe tại dinh thự của ông Biden ở Wilmington, bang Delaware. Và tại văn phòng một tổ chức nghiên cứu mang tên Penn Biden từ thời ông còn làm phó tổng thống. Phản ứng trước việc này, ông Biden đã tỏ ra ngạc nhiên không biết trong các tài liệu này có nội dung gì và khẳng định sẽ hợp tác toàn diện để làm rõ vấn đề. Các luật sư Nhà Trắng cũng tỏ ra lạc quan khi tuyên bố rằng họ tin tưởng việc xem xét kỹ lưỡng sẽ cho thấy những tài liệu này chỉ vô tình bị thất lạc. Ông Hu ra thông báo cho biết sẽ tiến hành điều tra với sự công bằng, vô tư và không theo cảm xúc, cũng như sẽ nhanh chóng theo các sự việc mà không lo sợ hay thiên vị. Công việc của ông Hu sẽ tương tự như một công tố viên đặc biệt khác là ông Jack Smith hiện đang điều tra nghi vấn ông Trump giữ trái phép các tài liệu mật và những vấn đề khác. Luật sư Richard Schober của ông Biden cho biết đang hợp tác chặt chẽ với Bộ Tư pháp và sẽ tiếp tục hợp tác với công tố viên đặc biệt. Trong khi ông Garland và các quan chức cấp cao Bộ Tư pháp sẽ thường xuyên báo cáo với Tổng thống Biden về cuộc điều tra, bất cứ động thái nào vượt qua quyết định lớn của ông Hu sẽ được họ báo với Quốc hội và giải thích lý do, theo nguyên tắc về công tố viên đặc biệt. Khi được hỏi về việc phát hiện các tài liệu mới nhất, ông Biden cho biết các tài liệu được cất trong nhà xe đã khóa cùng chiếc xe hơi thể thao Corvette của ông. Đó không giống như chúng được để ngoài đường, ông cho biết. Trả lời câu hỏi liệu có quốc gia nào bày tỏ lo ngại về an ninh liên quan các tài liệu mật từ ông Biden hay không, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết ông chưa nghe về bất cứ cuộc thảo luận hay thông tin nào như thế. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!